Cậu bé không cần tiền. Hôm nay về muộn thế hả con? Vâng ạ. An này, sáng nay sang nhà bác Tư bẻ ngô cho nhà bác ấy nhé. Bác ấy đang thu hoạch cần người lắm. Bác bảo sẽ trả 100.000 một ngày đó con. Vâng thưa mẹ, con sẵn sàng ạ. Con sẽ kiếm thật nhiều tiền để giúp mẹ. Nhà ta sẽ đỡ nghèo khổ và con sẽ được đi học. Phải rồi, nếu con ngoan thì nhất định may mắn và hạnh phúc sẽ tới. Nhớ là đừng bao giờ làm điều gì gian dối con nhé. Vâng ạ. Chào mẹ, con đi trước đây ạ. Ôi, tiền, sao nhiều thế? May quá, không có ai nhìn thấy. Mình phải về khoe ngay với mẹ. Từ giờ nhà mình sẽ hết nghèo khổ, mình sẽ được đi học. Con à, con định sống thế nào khi mà nhặt những thứ của người khác đánh rơi mang về nhà làm của riêng của mình? Đây lại là một số tiền rất lớn. Mẹ nghĩ con nên đem đưa cho công an để họ trả lại cho người đã đánh mất nó. Chắc giờ này họ đang rất buồn và lo lắng đó con. Rõ khổ, số tiền lớn thế kia mà. Cô ơi, có chuyện gì vậy? Ông ấy đang tìm túi tiền vừa đánh mất. Ông ấy bảo chỉ có rơi đoạn này thôi. Rõ khổ, đó là toàn bộ số tiền mà ông ấy đã tích góp được suốt cuộc đời dạy học của mình. Giờ đang mang tiền đi mua mảnh đất để xây trường học á, thì lại rơi mất. Bác ơi. Ờ, có chuyện gì thế cháu? Cháu có nhặt được túi tiền của bác. Mẹ cháu bảo phải mang trả lại người đánh mất. Ơn trời Phật, cảm ơn con. Cảm ơn con rất nhiều. Con cảm ơn thầy ạ. Mẹ con tôi cảm ơn thầy nhiều lắm. Nhờ có thầy mà thằng bé An nhà tôi có thể đến trường như bao bạn bè trang lứa. Ơn huệ gì hả chị? Nếu không có chị và cháu, chắc cũng không có ngôi trường này đâu. Với lại tôi mở ngôi trường này, cốt là hy vọng có thể giúp tất cả trẻ em có thể đến trường học cái chữ học làm người. Mai sau các em có kiến thức, thực hiện những ước mơ của riêng mình và có thể trở thành người có ích cho xã hội. Học làm người tử tế. Thông minh học giỏi nhất trường, nhưng chắc cậu không thể nào mà giải những câu đố này được đâu. Có gì mà tớ không giải được chứ. Vậy tớ sẽ đố cậu nhé. Được thôi. Đố cậu, quần gì rộng nhất, quần đảo chứ quần gì? Ồ, sao cậu giỏi thế, tớ còn chưa nghĩ ra cơ. Ồ đúng rồi, thế mà mình không biết. Con gì đập thì sống, không đập thì chết. Đơn giản, cậu đố mẹo tớ hả? Đó chính là con tim. Nó mà không đập thì chúng ta làm sao sống được? Thôi được, vậy tớ sẽ hỏi cậu một câu hỏi tính toán. Hãy lắng nghe nha. Có 5 cái máy, cần 5 phút để tạo ra 5 sản phẩm. Vậy 100 máy sẽ làm ra 100 sản phẩm trong vòng bao nhiêu lâu? Trời, câu hỏi gì mà rắc rối quá vậy? Nghe thôi tớ đã loạn lên hết rồi. Tưởng gì chứ, đơn giản. Có 5 cái máy xong 5 sản phẩm trong 5 phút. Suy ra, một máy sẽ ra được một sản phẩm cũng sẽ sau 5 phút. Vậy thì 100 máy cũng sẽ ra được 100 sản phẩm sau 5 phút. Đúng là cậu thông minh thật đó. Quân thật giỏi, Quân thật thông minh. Các em ngồi vào vị trí của mình đi nào. Bạn Quân của chúng ta thật quá đáng khâm phục. Sự hiểu biết về các lĩnh vực khoa học và mọi thứ đều khiến cho nhà trường vô cùng nể phục. Trong khi Quân mới chỉ có 12 tuổi. Nhà trường rất ủng hộ và có giấy khen thưởng Quân. Mong rằng em sẽ càng ngày càng tiến xa hơn và các bạn nhỏ khác hãy lấy bạn làm gương để học hỏi nhé.
hôm nay con lại được nhận giấy khen của trường đó bố ơi. Ồ vậy à, giỏi lắm con trai. Dạ, con còn muốn thi những cuộc thi quốc gia, quốc tế để thật nhiều người có thể biết con. Mình đi thi là để chinh phục tri thức, chứ đâu phải để thật nhiều người biết đến đâu con. Nhưng đâu phải bạn nhỏ nào cũng có tầm hiểu biết như con đâu mẹ. Con muốn mọi người đều thán phục con cơ. Trời, mẹ ơi, mẹ rang trứng gì mà cháy thế? Cháy thế này, protein có trong trứng bị cháy ở nhiệt độ cao, biến thể, gây hại cho sức khỏe đó. À, tại mẹ vội quá, vừa rang vừa cắm cơm với nấu các món khác nên hơi quá lửa một chút. Gớm quá, ông cụ non nhà ta giờ mở miệng ra là toàn kiến thức cao siêu rồi. Bố là bố thích ăn trứng xém thế này lắm. Em đi làm vất vả cả ngày. Thôi, ngồi xuống ăn cơm thôi, kẻo nguội. Chẳng mấy khi mẹ con mình có dịp đi xe đạp khỏe người quân nhỉ. Mà hôm nay sang nhà bà chơi với các anh vui đúng không con? Vui lắm mẹ ơi, cuối tuần rảnh rỗi, không phải đi học thêm, mẹ lại cho con sang nhà bà chơi nhé. Cuối tuần bố rảnh, mẹ sẽ bảo bố đèo cả sang nhà. Con lạnh thì bám chặt vào mẹ nhé, đêm tối rồi. Chết rồi. Chẳng hiểu sao lại tuột xích vào lúc này, xung quanh các quán đã đóng cửa, mà mẹ thì không giỏi khoản sửa xe tra xích cho lắm. Chị và cháu hỏng xe hay sao mà lại dừng ở phố đêm khuya thế này? Ồ, là cô Thu đấy à? Chị là chị Hạnh mẹ bé Quân à, tối quá nên em không nhìn rõ. Mẹ quen cô Lao Công ấy hả? Đây là cô Thu, mẹ bạn Mai lớp con đó, con không biết sao. Mẹ với cô ấy gặp nhau mấy lần trong buổi họp phụ huynh cho các con. Em làm khuya thế này hả? Dạ, nghề nghiệp của em nó thế mà chị. 9 giờ tối đi làm và 7-8 giờ sáng mới kết thúc. À, mà xe chị có trục trặc gì hay sao ạ? Ừ, chị với cô Quân sang nhà bà chơi. Hôm nay nổi hứng đi xe đạp. Chắc cái xe lâu ngày không đi nên bị tuột xích mà chị thì không biết cách tra xích. Ừ, cái đó em biết làm. Để em giúp chị một tay. Chứ nếu không dắt về thì biết bao giờ mới đến nhà. Khuya thế này đi nguy hiểm lắm. Được thế thì tốt quá. Em giúp mẹ con chị nha. Dạ xong rồi đó chị. Ừ, may quá. Em thật là giỏi. Không có em chị chẳng biết làm sao nữa. Cô ơi, cô tra xích dầu bẩn dính đầy tay kìa. À, ừ, thì cô làm công việc này cũng tiếp xúc với rác bẩn, nên giờ dính thêm dầu cũng chẳng sao đâu con. Đúng rồi cô ơi, những thứ rác thải đi qua thôi cũng đã thấy mùi khó chịu phát kinh lên rồi. Thế mà hàng ngày cô phải tiếp xúc với cả đống rác trong ít nhất là 8 đến 10 tiếng đồng hồ, như vậy thật là độc hại. Ừ, cô biết là độc hại mà, cháu am hiểu quá nhỉ. Cô phải đối mặt với mùi hôi thối từ rác, chất thải nên sẽ dễ bị mắc các bệnh về da và các bệnh truyền nhiễm. Cái nghề này sau về già thì đầy bệnh tật ốm yếu, mà mặc dù là nghề nguy hiểm đến sức khỏe nhưng lại ít được xã hội coi trọng như những ngành nghề khác. Sao cô không tìm công việc nào tốt hơn như văn phòng hay hàng ăn chẳng hạn, làm chi cái nghề này? Dạ vâng, chị và cháu đi cẩn thận nhé. Con không nên nói những lời đó Quân à. Con nói đúng mà, con biết nhiều thứ lắm. Và con nghĩ cô ấy nên tìm một công việc khác, chứ tội gì phải làm việc này. Con có biết hoàn cảnh của gia đình cô Thu không? Nhà cô ấy nghèo lắm, chồng cô ấy lại mất sớm. Cô ấy ban ngày nghỉ ngơi một chút, rồi chiều đi lau dọn cho nhà người ta, tối lại đi làm lao công để có thể có tiền nuôi cái Mai ăn học. Nhà nghèo như vậy, nhưng mà mỗi khi họp phụ huynh, cô ấy vẫn cố gắng đóng góp đầy đủ, không để cho con bé thiệt thòi. Nghề nào cũng là nghề cả con à, đều đáng trân quý nếu như bản thân chúng ta lao động một cách chính đáng. Mẹ biết con chỉ muốn khoe con có sự hiểu biết, nhưng những lời nói của con đã làm cô ấy rất buồn. Chẳng ai muốn lựa chọn như vậy cả. Hoàn cảnh khiến cô ấy phải cố gắng hết sức, chúng ta nên quý trọng chứ không phải so sánh. Con không cố ý. Con hãy nhớ lời mẹ dặn nè, bây giờ và cả sau này cũng vậy, để làm người thực tế còn khó hơn người thông minh rất nhiều con ạ. Bởi vì vậy không những con có thể làm người khác vui mà bản thân cũng được hạnh phúc. Con có sự thông minh của các bạn cùng lứa, đó là món quà được ban tặng. Nhưng hãy lựa chọn cho mình cách để trở thành người tử tế, khi đó
ảnh cưới trong mơ. Ôi, chiếc váy này đẹp quá, phải vào xem mới được. Chào chị ạ, chị muốn tham khảo gói chụp váy cưới phải không ạ? Đúng vậy, tôi có thể xem những mẫu ảnh chụp ở đây được không? Dạ được chứ, mời chị ngồi. Alo, em à, chiều nay mình qua chỗ cửa hiệu váy cưới Lạc Lạc để thống nhất gói chụp nhé. Ờ, khoan đã anh à, cái Nga bạn em giới thiệu cho một vài chỗ nữa, em muốn đi tham khảo xem sao. Còn tham khảo thêm nữa hả? Em đã tham khảo cả chục nơi rồi còn gì. Nhưng em vẫn chưa tìm được nơi nào thực sự ưng ý cả. Chiều nay tan làm anh chở em đi nhé. Thôi được. Thế nhé, gặp lại anh tối nay. Hiệu vừa nãy đẹp mà giá mắc quá đi mất. Kinh phí của tụi mình có hạn, không chụp được chỗ mắt như thế đâu em à. À phải rồi, em còn nhớ thằng Hùng bạn anh không? Nó cũng là thợ chụp ảnh chuyên nghiệp đấy. Anh tính hay là mình đi thuê váy với trang điểm? Tôi đến mấy địa điểm đẹp nhờ nó chụp cho một hai kiểu, rồi phóng to lên treo ở hai nhà là được rồi. Hả, cả đời người ta chỉ chụp ảnh cưới có một lần thôi, mà anh còn muốn đại khái như thế hả? Đấy là anh muốn chọn phương án tiết kiệm chi phí, để dành tiền sau này còn nhiều việc phải tiêu nữa. Chứ ảnh cưới chụp nhiều rồi sao cũng bỏ xó thôi. Bạn bè anh cưới xong đều nói thế. Bạn anh, lúc nào cũng bạn anh. Anh cưới bạn hay là anh cưới em chứ? Anh dừng xe lại đi, em tự về được. Ơ, em giận đây à? Anh xin lỗi mà, đấy là anh nói thế thôi. Nếu em không thích thì thôi vậy. Em không giận, nhưng em không thích cái cách anh lo cho đám cưới. Cái gì anh cũng tính qua loa đại khái. Anh có nghĩ đến cảm nhận của em không chứ? Anh xin lỗi mà, em cũng biết anh trước giờ tính tình thô kệch, nhưng anh không muốn cố ý làm cho em buồn đâu. Chuyện gì đại khái còn chấp nhận được, nhưng những chuyện liên quan đến đám cưới thì phải chỉnh chu. Vì nó còn là thể diện của em nữa, còn họ hàng, bạn bè em nhìn vào nữa chứ. Anh biết lỗi rồi, đừng giận anh nữa được không? Em muốn chụp ảnh như thế nào thì cứ chọn, anh sẽ theo ý em mà. Tha cho anh lần này thôi đấy, đừng có việc gì cũng tính toán qua loa nữa đấy nhé. Vâng, thưa vợ, chồng biết lỗi rồi. Đáng ghét. Nguyệt. Ủa, Vân đấy hả? Vẫn đang nghiên cứu ảnh cưới đấy hả? Ừ, vẫn chưa chọn được chỗ bà. Chỗ đẹp thì đắt quá, chỗ rẻ thì ảnh đúng là chẳng ra sao. Anh Hiệu thì thế nào cũng ừ được, chỉ có mình lo thôi, mệt ơi là mệt. Đừng có ủ rũ nữa, tôi giới thiệu cho bà chỗ này, bảo đảm bà sẽ hài lòng. Chỗ nào thế? Chính là cái này nè. Chỗ này hiện nay đang hot lắm đấy, chi phí rẻ, phải đi hơi vất vả một chút, nhưng bù lại lại có những góc chụp độc và lạ nữa, nên ảnh cứ gọi là lung linh luôn. Tôi có đứa em mới chụp ở đây, nó khen lắm. Đẹp thật đấy, giá lại hạt rẻ nữa. Cảm ơn bà nhiều lắm nhé. Ôi, mệt quá, em trúng gió rồi hay sao ấy, nhức hết cả đầu. Em có sao không, hay là bảo họ nghỉ một lát? Không sao, em chỉ cần nghĩ đến chúng mình sẽ được bộ ảnh đẹp là em thấy vui rồi. Anh chị đứng trên mỏm đá kia giúp em nhé, lấy cảnh như đứng trên nền trời luôn. Nhưng đứng chỗ đó nguy hiểm lắm, cẩn thận một chút là được mà anh, chỗ đó chụp mới độc chứ. Cẩn thận đấy em. Cô dâu giang tay ra, người hơi ngã về phía trước, chú rể đứng sau giữ tay cô dâu. Cô dâu xoay người lại, chú rể làm điệu bộ cõng cô dâu. Ôi! Cứu em với! Đừng lo, anh sẽ cứu em lên. Cố gắng lên. Anh bị chảy máu nhiều quá. Tại em hết. Không sao đâu em. Phải đưa anh ấy đến bệnh viện cấp. Đi cho mau lành vết thương. Anh tự gấp được mà, em không cần phải đút như trẻ con thế đâu. Nhưng em muốn làm thế, em muốn chăm sóc anh thật chu đáo cũng không được hả? Được, được chứ. Anh mong còn trả hết nữa là. Anh nè, sau lần chụp ảnh cưới vừa rồi, em nhận ra ảnh cưới hào nhoáng cũng chỉ là vật ngoài thân thôi, tình cảm chân thành mới là quan trọng nhất. Nếu lúc đó anh không ngại đau đớn nắm chặt tay em, thì giờ em đã... Em quan trọng như thế, tất nhiên anh phải nắm chặt thật rồi.
bị thương cả hai tay anh cũng cam lòng ấy chứ. Gớm, anh cũng biết nói câu sến sẩm thế cơ. À anh ơi, hôm trước em copy những tấm ảnh cưới, có một tấm đặc biệt lắm. Thợ ảnh vô tình chụp lại lúc em sắp ngã đấy. Đúng là nằm mơ cũng không nghĩ ra được là lại có tấm ảnh cưới như thế này. Khuôn mặt em lúc đó kỳ cục thật. Anh này, em sẽ giữ lại tấm này. Nó nhắc cho em biết em đã cưới được một người tuyệt vời đến thế nào. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.